Cách làm sốt mayonnaise đơn giản tại nhà. Mayonnaise là loại sốt quen thuộc được nhiều bà nội trợ sử dụng để làm tăng hương vị cho các món ăn. Thay vì phải mua ngoài siêu thị, bạn hoàn toàn có thể tự tay chế biến cho gia đình mình món sốt mayonnaise đơn giản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mẹo vật cuộc sống mắt nhỏ bạn công thức bỏ túi cách làm sốt mayonnaise ngon tuyệt tại nhà chỉ với những nguyên liệu có sẵn là dầu ăn và lòng đỏ trứng gà. Nguyên liệu làm sốt mayonnaise. Hai lòng đỏ trứng gà, 150ml dầu ăn, dầu thực vật, 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh, 1 muỗng canh đường trắng, 2 muỗng canh nước lọc. Hướng dẫn cách làm mayonnaise. Bước 1: Cho 1/2 muỗng cà phê muối, nước cốt chanh, đường trắng và 1 muỗng canh nước lọc vào một cái tô. Khuấy đều hỗn hợp để các nguyên liệu hòa tan vào nhau. Bước 2, tách riêng phần lòng đỏ và lòng trắng trứng gà cho vào hai tô khác nhau, dùng với lòng đánh bông lòng đỏ trứng. Bước 3, thêm dầu ăn vào tô đựng lòng đỏ trứng. Khi cho dầu ăn vào tô, bạn cần múc từng muỗng vào một để tránh tình trạng trứng tách dầu. Bạn lưu ý đánh đều tay cho đến khi lòng đỏ trứng và dầu hòa vào nhau rồi mới tiếp tục múc thêm dầu ăn vào hỗn hợp nhé. Bước 4, cho hỗn hợp muối nước cốt chanh, đường trắng, đã pha ở bước một và tô chứa lòng đỏ trứng dầu ăn rồi đánh đều bằng với lòng. Bước 5, cho phần nước lọc còn lại trong nguyên liệu vào tô, đánh đều trong vòng 5 đến 10 phút. Vậy là bạn đã có ngay sốt ma do ne ngon béo ngậy để thưởng thức cùng món salad rộn tươi mát trong ngày hè mát mẻ. Sốt ma do ne chuẩn vị sẽ có màu vàng, sáng, hỗn hợp sốt mịn, thơm và không có mùi tanh của trứng. Cách bảo quản sốt mayonnaise. Sốt mayonnaise tự làm từ nguyên liệu sống nên cần được bảo quản cẩn thận ở điều kiện mát mẻ như ngăn mát tủ lạnh. Việc bảo quản này sẽ kéo dài được thời hạn sử dụng của sốt lên đến 2 tuần, sốt chắc chắn sẽ vẫn béo thơm và không bị tách lớp. Bạn có thể bảo quản sốt trong hũ đựng thực phẩm bằng thủy tinh, vừa sạch sẽ vừa không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Trên đây là cách làm sốt mayonnaise đơn giản tại nhà hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn vui vẻ